Ok, xin chào mọi người. Ở cái video này mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái lý thuyết ha. Thì phần này mình sẽ tìm hiểu về GOAL ha. Cái từ này có thể mình đọc không đúng, các bạn thông cảm ha. Thì cái từ này dịch ra nó là bảo vệ ha. Rồi, các bạn nhìn cái lá khuyên này thì chính xác là ý nghĩa luôn đó. Thì về cơ bản á, cái GOAL này á, nó sẽ gọi là cho phép các bạn cho phép hoặc là từ chối các bạn truy cập vào một cái route, ok. Thì mình sẽ trước khi mà mình sẽ tìm hiểu một cái ví dụ chứ ha. Giả sử như mình đang triển khai một cái role based authentication, mình muốn là chỉ admin thì được vào cái router này, đúng không? Hoặc là cái router này. Thì mình sẽ nhớ liên tưởng tới một cái guard, ok. Rồi mình sẽ như thường lệ hơn, mình sẽ copy ha cái này, các bạn nên nhớ nha. Thay vì các bạn thuộc code á, thì các bạn hãy biết được là tại sao ha, và cái nó hoạt động như thế nào ha. Rồi mình ra chấm rồi ok rồi mình bác vào ha. Rồi mình chỉnh lại như thế này. Rồi ở đây ạ, mười trong cái code trước đi, mình nhớ đấy nha, cái thằng này á, nó đang return một cái boolean, ok. Các bạn kéo xuống này, nếu á, mà cái go của mình á, nó return true á, thì tức là mình cho phép người ta sử dụng hoặc là vào cái rộng, ok. Còn nếu mà mình trả cái phone á, thì thằng Nest á, nó sẽ từ chối, nó không cho mình truy cập vào cái route đó, ok. Bây giờ ở đây nhà mình cần cái phone thì các bạn tìm hiểu một xíu ha. Đầu tiên ha, như thường lệ mình sẽ định nghĩa một cái class, rồi mình implement nó từ một cái interface ha. Rồi ở trong cái class đó, thì mình định nghĩa một phương thức. Cái công thức này là nó sẽ chạy với một kiểu boolean. Thì cái context này á, mình có thể sử dụng cái context này để mình switch sang một cái protocol là HTTP. Sau đó mình get cái request object đó từ cái context ha. Mình có thể get request hoặc là respond ha. Rồi ở đây á, mình return form, tức là mình đang từ chối, mình không cho người ta truy cập vào cái router của mình. Thì các bạn kéo xuống xíu, các bạn tìm cách sử dụng nó ha. Rồi để mà sử dụng á, các bạn tìm một cái body guard này, thì các bạn sử dụng cái này ha, cái use guard này ha. Rồi đầu tiên á, mình sẽ sử dụng, giả sử như mình không muốn cho cái thằng user một cái thằng user nó vào cái này, rồi mình sẽ use guard, mình sẽ pass cái này vào auth guard mình vừa tạo ha. Rồi rồi mình làm như thế này, rồi cái user mình import từ cái thằng Next Command ha. Rồi mình tắt cái Postman rồi nhờ. Rồi bạn đợi xíu ha. Rồi đầu tiên mình sẽ vào cái show này ha. Rồi các bạn nhìn này, nó bắn ra cho mình một cái lỗi forbidden ha, tức là mình không được phép, mình không có đủ cái quyền để mình bị cấm vào cái round này. Rồi ở đây sau này các bạn sẽ chuyển true ha. Rồi nó gọi chuyển true á, rồi mình xin này ha. Rồi các bạn bật cái console lên này, các bạn chú ý nha. Đầu tiên mình sẽ làm cho nó mất cái này đi, mình chuyển đi đó một xíu ha. Rồi mình chuyển cái thành thành form đi. Rồi các bạn chú ý cái console này, mình xem này, ok, các bạn nhận thấy cái gì không? From middleware, tức là sao?
Tức là cái middleware nó luôn luôn chạy, nó sẽ chạy trước cái thằng ground này luôn ha. Cái flow nó sẽ là như thế này, middleware, sau đó nó mới tới cái thằng ground và nó mới tới cái thằng interceptor. Ok, thằng middleware này nó sẽ chạy trước tất cả ha. Request, khi một cái request á thì cái thằng middleware này nó sẽ bắt. Ok, xong cái thằng này nó sẽ respond. Rồi các bạn chú ý kỹ vào những cái thứ tự này nha, nó rất là quan trọng luôn, mà nhắc một lần nữa nó rất là quan trọng. Ok, nếu các bạn thấy cái video này hay á thì cho mình một like và một subscribe ha. Cảm ơn các bạn.